Xin chào các bác nha. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh em chúng em đang chuẩn bị hai bộ dàn lên đường đi lắp, một bộ dàn DX2 xuống dưới Văn Lâm và một bộ G4000. G4000 đây. G4000 thì sẽ sang bên phố để lắp. Cái bộ G4000 này thì sẽ sang bên An Linh lắp đặt cho hai bố con, sáng nay đã có qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm. Ngày hôm nay thì anh em kỹ thuật cũng đã đi hết rồi, ở nhà thì không còn ai rồi. Anh em kỹ thuật đi hết để còn cái súp đây.